Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 3 trong 132 sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư, chúng định hướng bằng cách nào? Để trả lời được câu hỏi này, các em cần xem lại lý thuyết tập tính di cư trong 130. Sau đây là lời giải chi tiết. Nguyên nhân di cư của chim là do thời tiết thay đổi, như trời lạnh giá, khan hiếm thức ăn. Chim di cư thường là các loài chim ăn thịt. Khi di cư, chúng định hướng nhờ vào vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình như bờ biển và các dãy núi. Nguyên nhân di cư của cá chủ yếu liên quan đến sinh sản. Chúng định hướng dựa vào thành phần hóa học của nước và hướng dòng nước chảy. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi số 3 trong 132 sách giáo khoa sinh học lớp 11.